Ngày nay, CGI đã trở thành một phần thiết yếu của thế giới điện ảnh. Người người dùng CGI, nhà nhà dùng CGI, ngay cả những phim độc lập kinh phí thấp có khi cũng chứa kỹ xảo máy tính trong đó. Cũng phải thôi, vì công nghệ máy tính là đòn bẩy tốt nhất để nhà làm phim hiện thực hóa những tầm nhìn và viễn cảnh điên rồ nhất, mang tới trải nghiệm vượt xa khỏi thực tại cho khán giả. Nhưng, bên cạnh sứ mệnh cao cả đó, có những phim lại bao hàm nhiều cảnh CGI khó hiểu, hay nói thẳng ra là thừa thãi, chẳng phục vụ mục đích gì cả. Những chi tiết đó là gì, và vì sao nhà làm phim lại phải sử dụng kỹ xảo cho những cảnh đơn giản như thế? Hãy cùng Phê Phim tìm hiểu ngay sau đây. Chúng ta sẽ bắt đầu danh sách ngày hôm nay bằng bộ phim về một trong những siêu anh hùng cột trụ của vũ trụ DC, đó là Green Lantern. Thực ra, ý tưởng đằng sau cách tạo dựng trang phục cho Green Lantern rất độc đáo và mới lạ. Thay vì sử dụng một bộ đồ cao su bình thường, họ muốn tạo ra một bộ trang phục hoàn toàn từ đồ họa để gây bất ngờ cho khán giả. Thêm vào đó, theo comic, trang phục của Green Lantern được tạo nên từ ý chí của anh nhờ vào sức mạnh của chiếc nhẫn. Vậy nên việc xây dựng bộ đồ bằng CGI càng tạo nên ấn tượng về một bộ đồ có nguồn gốc ngoài thiên hà. Để hiện thực hóa điều đó, nam diễn viên Ryan Reynolds phải mặc bộ đồ bắt chuyển động trong suốt những cảnh hành động. Không chỉ vậy, những nhà làm phim còn dùng máy quét toàn bộ cơ thể của Ryan từ trên xuống dưới để ước lượng tỷ lệ cơ thể anh, đặc biệt là những phần khớp. Những bản vẽ thô sẽ được dựng thành khối 3D trên máy tính và họ sẽ căn chỉnh từng khối cơ một cho đến khi có một cơ thể hoàn hảo nhất. Nhờ sự tận tâm này mà Green Lantern hiện lên khá ổn áp. Đấy là cho đến khi chúng ta nhìn lên cái mặt nạ của anh. Áp dụng CGI lên mặt người là một quá trình không hề dễ dàng. Khác với các múi cơ trên cơ thể, các khối cơ trên mặt người luôn chuyển động không ngừng, đặc biệt là khi thay đổi biểu cảm. Đối với những diễn viên giỏi, họ thậm chí có thể thay đổi biểu cảm cả chục lần trong một cảnh quay dài một phút. Vậy nên chỉ cần bên kỹ thuật làm không khéo một chút thôi là cũng đủ để phá vỡ sự tập trung của khán giả. Và như các bạn có thể thấy, sản phẩm cuối cùng không những che hết những biểu cảm trên khuôn mặt của Ryan, mà còn lộ rõ những khuyết điểm trong khâu xử lý đồ họa, chẳng hạn như đồ bóng không hợp lý trong cảnh này. Hậu quả là 26% trên cà chua thối, một danh tiếng bị hủy hoại, đến mức anh phải quay ngược thời gian để ngăn chặn chính mình. Các bạn nghĩ dùng CGI làm mặt nạ là đã kỳ cục lắm rồi sao? Chưa hẳn đâu, vì có người còn dùng kỹ xảo để vẽ lại mặt diễn viên đang sống cơ. Hiện tượng này xuất hiện trong bộ phim Public Enemies, bộ phim nổi tiếng nhờ sử dụng những cảnh quay thật, không nhờ công nghệ máy tính can thiệp. Sao lại ngược đời như vậy được nhỉ? Chuyện là trong một phân cảnh hành động, nhân vật của Johnny Depp đã thực hiện động tác parkour rất chuyên nghiệp qua chiếc bàn ngân hàng. Nhìn qua có vẻ ngầu đét, ngoại trừ việc đây không phải Johnny Depp mà là diễn viên đóng thế. Sở dĩ Depp không thể thực hiện cảnh quay này là vì đạo diễn Michael Mann yêu cầu khắt khe quá nên anh chịu, làm không nổi. Để tránh bị cháy timeline, vị đạo diễn quyết định dùng luôn tay đóng thế cho nhanh, sau đó ghép mặt năm tài tử người Mỹ vào trong giai đoạn hậu kỳ. Kết quả là những khung hình chẳng khác nào đồ họa trong trò chơi thuộc một hệ máy cổ. Thực tế, vấn đề này có thể giải quyết nếu ekip làm phim thông cảm cho nhau một chút, đạo diễn yêu cầu đơn giản hơn và diễn viên nỗ lực hơn chẳng hạn. Nhưng nếu họ làm thế, có thể những cá tính điện ảnh đặc sắc cũng sẽ không tồn tại cho đến ngày nay. Ít nhất, Public Enemies không phải một thất bại và còn bao hàm một chi tiết sẽ khiến ta mỉm cười khi nhắc đến nó. Thế cũng hay đấy chứ. Phẫu thuật thẩm mỹ cho Superman. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó lại là điều bất ngờ xảy đến với phiên bản Liên minh công lý của đạo diễn Joss Whedon. Đây chắc hẳn là tác phẩm gây tranh cãi bậc nhất của nhà DC và khuôn miệng CGI của Superman cũng không thoát khỏi đống gạch đá từ người hâm mộ cho đến những khán giả trung lập. Mọi chuyện xui rủi bắt đầu sau khi Henry Cavill hoàn thành công đoạn quay phim cho Liên minh công lý và đang mải ghi hình cho phần nhiệm vụ bất khả thi 6. Tuy nhiên, hãng Warner Bros. Bất ngờ gọi nam diễn viên quay trở lại, khiến cho Henry không lường trước được lịch trình nên đã nuôi diêm mép cho tạo hình của phản diện August Walker. Tiến thoái lưỡng nan, Warner đành phải xin ekip Mission Impossible cho phép Henry cạo diêm mép. Đổi lại, họ sẽ bỏ ra 3 triệu đô để tạo dựng lại bộ ria kỹ thuật số. Về phía Tom Cruise, tài tử 63 tuổi cũng vui vẻ chấp nhận, đến mức sẵn sàng rời lịch quay để Henry nuôi lại dâu cho công đoạn ghi hình. Tuy nhiên, những phương án chữa cháy giữa hai bên lại không thể thuyết phục được hãng Paramount, bên nắm giữ quyền sản xuất Mission Impossible. Bởi lẽ, Paramount đã cho trì hoãn 9 tuần sau chấn thương mắt cá chân của Tom Cruise, nên rời lịch thêm để nhường quyền lợi cho đối thủ là điều bất khả thi. Mặc dù đây là sự thật dí dỏm về cách một bộ dâu có thể khiến hai bom tấn phải đeo đứng, nhưng đội ngũ hậu kỳ của Liên minh công lý lại là nạn nhân sau cùng của sự việc này. Với deadline như súng dí sát vào đầu, các nhân viên kỹ xảo của Warner Bros. Chỉ có 10 tháng để nhanh chóng tái tạo lại khuôn miệng của Henry Cavill. Kết quả cuối cùng là một phiên bản siêu nhân với tiêu chuẩn hình tượng khiến những ai sau khi rụt rè vì phẫu thuật thẩm mỹ cũng phải cảm thấy tự tin hơn bội phần. Sometimes I even have trouble recognizing myself. It's hard for me to admit. This is not CGI. Chi tiết tiếp theo xuất hiện trong danh sách này lại thuộc về một siêu anh hùng, mà không phải nhân vật flop đâu. Trái lại, anh ấy là gương mặt biểu tượng của văn hóa đại chúng hẳn hoi. Trong bộ phim X-Men Origins: Wolverine, nhân vật Logan của Hugh Jackman
được trang bị bộ móng vuốt sắc bén, sáng loáng, giúp anh đánh bại những địch thủ khó nhằn nhất. Bá cháy là vậy, nhưng thực chất, ở giai đoạn quay phim, chẳng có chiếc vuốt adamantium nào đâu, tất cả đều là sản phẩm từ đồ họa máy tính. Sở dĩ nhà làm phim biến món vũ khí này thành đồ kỹ thuật số là để mỗi phân cảnh mọc và thu móng của Logan trông mạnh mẽ, thực tế hơn. Bên cạnh đó, bộ móng CGI cũng sẽ giúp Hugh Jackman có thể tha hồ thực hiện những bước di chuyển ảo diệu, qua đó khiến mọi khán giả phải trầm trồ. Nhưng trầm trồ chưa thấy đâu, mà bộ phim về nguồn gốc người sói đã ăn no gạch đá từ người hâm mộ, phần nhiều vì những chiếc móng pha ke. Thực tế khi lên phim, bộ móng lại tỏa sáng và ưu việt đến phi thực tế, khiến những cảnh hành động của Wolverine trông cứ bị giả chân. Thậm chí có lúc phần móng trông còn khá lạc quẻ trên cơ thể của Hugh Jackman. Những khiếm khuyết này đi ngược với tinh thần của những phần phim dị nhân trước, khi móng vuốt của người sói là đạo cụ 100%. Tuy chúng có vẻ thô sơ, nhưng ít nhất vẫn đem lại trải nghiệm đáng tin và đáng nhớ. Sau lần thử nghiệm thất bại trong bộ phim 2009, xưởng phim Fox đã rút kinh nghiệm, áp dụng cả kỹ xảo và đạo cụ thực tế cho bộ vuốt. Kết quả là những khoảnh khắc vừa bản lĩnh, vừa phi thường đã in đậm trong tâm trí của khán giả đại chúng. Nhắc tới chuỗi phim chạng vạng là phải nói đến chuyện tình lãng mạn của chàng Edward lãng tử và cô nàng Bella Sitting. Tuy nhiên, mới ai ngờ được rằng kết quả của cuộc tình trong mơ đó lại là một sinh vật gây hãi hùng cho cả những fan trung thành nhất của bộ tiểu thuyết. Theo chia sẻ của ekip chạng vạng, việc Renesmee Cullen lên màn ảnh là bài toán khó nhất cả loạt phim. Bởi lẽ trong nguyên tác, cô bé lai ma cà rồng này lớn nhanh như thổi và chỉ mất một tuần sau sinh để giao tiếp như người bình thường. Do đó, đội ngũ sáng tạo đã vắt óc rất lâu để nghĩ ra được tạo hình chân thật cho một đứa trẻ sơ sinh nhưng cũng phải toát lên vẻ khôn lỏi và trưởng thành. Sau rất nhiều nỗ lực, họ thiết kế ra một con búp bê với mọi cử chỉ tự động để giúp dàn cast có thể tương tác thật khi diễn. Tuy nhiên, tạo hình kinh dị của nó không chỉ dọa ekip một phen hú vía, mà còn khiến nhà sản xuất cạn lời, đến mức gọi con búp bê bằng cái tên Chuck May, nhằm dễ liên tưởng tới con búp bê sát thủ Chucky. Sau khi thất bại về phương pháp thủ công, ekip đành phải kỹ xảo hóa cô bé dị nhân Lai Ma Cà Rồng. Họ bắt đầu mượn những tấm hình thời sơ sinh của nữ diễn viên Kristen Stewart, rồi ghép chúng vào 30 kiểu khuôn mặt bé gái khác nhau, nhưng tất cả nỗ lực đều cho ra kết quả không như mong muốn. Sau cùng, ekip phải tất tay với những thiết kế có sẵn cho kịp deadline phát hành. Và với công nghệ CGI chưa hoàn thiện lúc bấy giờ, phần cuối của chuỗi phim chạng vạng sau khi khiến fan thấp thỏm kỳ vọng về một bé gái thiên thần đã đem đến một trong những ma cà rồng sơ sinh đáng sợ và ám ảnh nhất trên màn ảnh. Sử dụng CGI cho mặt nạ, móng vuốt hay khuôn mặt tưởng chừng đã là những nước đi khó hiểu lắm rồi, nhưng các bạn có biết người ta còn dùng kỹ xảo để làm phân không? Chuyện thật như đùa này, kỳ khôi thay, lại xảy ra trong bộ phim hành động đáng nhớ bậc nhất thập niên 2010. Trong John Wick phần đầu tiên, có một cảnh anh chàng sát thủ tiêu đề dắt cô chó Daisy đi dạo, rồi nàng cún bĩnh ngay một bãi trên đám cỏ xanh rì, báo hại người chủ phải đi dọn sạch sẽ. Tuy nhiên, đống sản phẩm mà John cầm trên tay thực ra lại chỉ là kỹ xảo máy tính. Đương nhiên, ekip làm phim có thể nhờ một chú chó thật xú uế lên bãi cỏ, nhưng họ lại không làm vậy vì muốn giữ vệ sinh cho trường quay. Hơn nữa, nếu chẳng may có anh nào dẫm phải bãi mìn thì đúng là quê không để đâu cho hết. Trên thực tế, đội ngũ làm phim hoàn toàn có thể giảm tải gánh nặng hình ảnh bằng cách cắt luôn cảnh này đi. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lại nó, bởi một chi tiết nhỏ như thế là đủ để thể hiện tình yêu vô bờ bến mà John Wick dành cho chú chó và cho người vợ đã khuất của mình. Có điều giá trị của cục phân giả lại không nhỏ chút nào. Được biết, nhà sản xuất đã phải chi trả tới $5,000 để dựng lên bãi mìn này. Nhưng với màn thể hiện tuyệt vời của chuỗi phim John Wick tại phòng vé, có lẽ những sếp lớn tại xưởng phim Lionsgate cũng chẳng tiếc nuối khoản đầu tư đó đâu. 2.8 điểm IMDb, lỗ hơn $100,000 và trở thành nguồn cảm hứng cho vô số các meme thủ trên mạng. Đó là những thành tích vô tiền khoáng hậu mà bộ phim Cats của đạo diễn Tom Hooper đạt được trong hành trình chuyển thể từ sân khấu kịch lên màn ảnh của mình. Đặc biệt đáng chú ý, phần kỹ xảo những bộ lông mèo trong phim trở thành chủ đề bàn tán không ngớt từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt và dáng hình của con người, ekip sản xuất Cats chỉ dùng CGI tạo ra lớp lông phủ lên cơ thể, cùng đôi tai và cái đuôi đặc trưng của loài động vật này. Quyết định trên đã khiến các hoàng thượng của chúng ta không còn vẻ dễ thương như ngoài đời, mà nhạy cảm thay, giống với các diễn viên đang khỏa thân và nhảy múa. Đặc biệt với những bộ lông sáng màu như nhân vật Victoria của diễn viên Francesca Hayworth. Dù có thể thông cảm với quyết định này của đội ngũ làm phim khi tác phẩm được chuyển thể từ một vở Broadway nặng về trình diễn, mà nếu để những chú mèo sát với thực tế thì những màn biên đạo sẽ rất khó thực hiện. Tuy nhiên, việc một sinh vật có các ngón tay của con người, khuôn mặt của con người, đứng như con người nhưng lại được phủ lông lá, thật sự tạo ra cảm giác rất không hài hòa. Thậm chí CGI của những chiếc áo lông này cũng được xử lý rất qua loa, tạo ra một trải nghiệm điện ảnh khiến khán giả phải nhăn mặt. Phá hỏng các tạo hình vật lý thông thường là vậy, nhưng phim lại quyết định giữ tính chân thật giữa tỷ lệ của nhân vật và các đồ đạc xung quanh. Theo đó, những thứ như bàn ghế, căn bếp đều trở nên khổng lồ, và trải nghiệm xem Cats giống như xem Toy Story,
nhưng thay những nét vẽ tuyệt đẹp của Pixar bằng những cảnh CGI rẻ tiền và cầu thả. Chung quy lại, đoàn làm phim có lẽ đã tự làm khó mình khi chưa cần nhắc đến câu chuyện mà chỉ từ ngoại hình tác phẩm đã chẳng lấy lòng được khán giả. Đây có lẽ là cú ngã đau nhất sự nghiệp của đạo diễn Tom Hooper, người từng đứng sau những tác phẩm chạm tới Oscar danh giá như The King's Speech hay Những Người Khốn Khổ. Kỹ xảo trong phim siêu anh hùng thì có gì kỳ lạ nhỉ? Khi mà các nhân vật trong màn ảnh có thể bay lượn trên không trung hay bắn ra những tia năng lượng sặc sỡ, sử dụng CGI là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, đã từng có một bộ phim siêu anh hùng phải nhờ cậy tới kỹ xảo để thực hiện một động tác mà đến cả những đứa trẻ vừa sinh ra cũng có thể làm được. Để hiểu được vì sao Blade Trinity phải sử dụng CGI cho một phân cảnh đơn giản tới khó hiểu, chúng ta phải biết được toàn bộ câu chuyện về quá trình sản xuất của bộ phim. Kể từ khi phần phim thứ 3 của gã thợ săn ma cà rồng ra mắt, rất nhiều thông tin đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội, miêu tả lại chi tiết hậu trường hỗn loạn của dự án này. Chủ yếu tất cả vấn đề đều đến từ những màn đôi co bi hài của đạo diễn David Samuel Goyer và nam diễn viên chính Wesley Snipes. Theo lời kể của một bạn diễn, vì không đồng tình với tầm nhìn điện ảnh của Goyer, Wesley Snipes dành phần lớn thời gian mỗi buổi quay tự khóa mình trong xe móc để chơi đồ, chỉ ra đóng phim mỗi khi cần quay cận cảnh, buộc đạo diễn Goyer phải liên tục sử dụng diễn viên đóng thế. Thậm chí sau một lần chửi lộn, Snipes còn từ chối nói chuyện với Goyer và sau đó chỉ liên lạc với đạo diễn bằng giấy nhớ. Căng thẳng leo thang đến nỗi, trong một cảnh quay khi nhân vật Blade đáng lẽ ra phải trở lại từ cõi chết ngay trên bàn khám nghiệm tử thi, Wesley Snipes đã không nghe theo chỉ dẫn của Goyer và từ chối mở mắt. Không biết phải xử lý thế nào, đạo diễn Goyer đành dùng tạm cảnh quay này, sau đó nhờ đội hậu kỳ dùng CGI dán đè hai con mắt lên mí mắt của Snipes. Biết rằng đây là vào năm 2004, khi mà công nghệ kỹ xảo vẫn chưa phát triển mạnh. Nhưng rõ ràng pha chữa cháy này chẳng qua mắt được bất cứ khán giả nào, khiến nhiều fan ngoài rạp phải gãi đầu tự hỏi vì sao. Blade Trinity còn chứa rất nhiều vấn đề khác, đặc biệt trong khâu biên kịch, nhưng chính sự căng thẳng giữa bộ đôi đạo diễn và nam chính được thể hiện rõ nhất trong cảnh quay đơn giản kia là một trong những lý do lớn nhất khiến phim thất bại nặng nề. Chúng ta sẽ kết thúc danh sách này bằng một cảnh trong bộ phim về siêu người mù Daredevil. Mỉa mai thay, chi tiết sau đây cũng mù mắt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Trong cảnh mở đầu phim, khi Matt Murdock bị cả một thùng hóa chất độc hại đổ vào mặt và cướp đi thị giác, những giác quan siêu việt của cậu đã nhận thấy một đàn chuột lúc nhúc chạy qua góc tối lấm lem của khu phố. Trên thực tế, chẳng có con chuột cống nào ở đây cả, tất cả đều được tạo bởi những chuyên viên xử lý hình ảnh. Ban đầu, đạo diễn Mark Steven Johnson định quay cảnh đàn chuột bằng xương bằng thịt. Nhưng ông cùng đồng nghiệp đợi mãi mà không thấy cu tí nào ló mặt ra cả. Thế nên mới vỡ kế hoạch, đành phải dùng CGI để chám vào. Thực ra thì lựa chọn này không tồi về mặt hình ảnh, vì lúc đó trời tối quá, có ai nhìn thấy gì đâu. Vấn đề là đàn chuột kỹ xảo này chẳng đóng góp gì cho cốt truyện cả. Ngay cả khi không có chúng, khán giả vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh ưu việt từ những giác quan của Matt Murdock. Không rõ đạo diễn Stevenson phải cố đấm ăn xôi với lũ chuột như thế để làm gì. Ông có thù với chúng chăng? May mà Daredevil 2003 không phải một thất bại quá nặng nề tại phòng vé. Nếu không, có lẽ Stevenson cùng cộng sự sẽ có rất nhiều thứ cần làm với lũ chuột gần nhà đây. Quả là những câu chuyện giờ khóc giờ cười phải không? Thế mới thấy không phải lúc nào giới làm phim cũng dựa vào CGI, mà chỉ đơn giản là họ không còn cách nào khác. Nhưng có những trường hợp thế này, ta lại càng thêm trân trọng những tác phẩm đề cao tính thực tế, không sử dụng CGI dù trong bất cứ tình huống nào. Kỹ xảo máy tính, dù có hiện đại đến đâu, cũng vẫn chỉ là một loại công cụ. Mà công cụ đi xa và tối ưu đến đâu, vẫn phụ thuộc vào khả năng của người sử dụng nó. Vì vậy, trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, ai làm chủ được cả kỹ xảo lẫn làm phim thực tế, đó mới là kẻ chiến thắng. May the force be with you. Make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.